đây rất là mạnh, chết quá chui hai chữ lắm, chui thôi chui đi rồi bất thức đinh. Đó, bất thức đinh là không biết cái đinh. Bất thức đinh là cái anh thằng không biết chữ. Bất thức, bách là không, thức là biết, đinh là cái người không biết gì hết cả. Không biết, không biết gì hết, nhưng mà một cái phật pháp tài tình nó như vậy. Bởi vì khi mà đề ngũ bộ hoang nhận thấu nhận để lực tổ huệ năng, nhưng mà ngài biết là lực tổ huệ năng là người trí tuệ nghe gốc, nhưng khổ nội là không biết chữ. Thầy nói một chút xíu thôi, thế còn mà đi là cho rõ ràng thì là lâu lắm. Thành ra thấu nhận vào, thấu nhận vào thì bắt chui cầu, dạ gạo, chui bếp, nấu ăn. Còn một vị nữa là thân tú. Thân tú, thân tú thì giỏi, hết sức giỏi. Thành ra tổ một quyền tổ gì các bạn mọi người hoặc là thần thú hoặc là quỷ năng, khi thần thú tổ đó ai muốn dự thi thì biết một người một thầy kể và viết lên trên bàn, viết lên trên tường, dán viết dễ dán trên tường thì tổ chép rồi tổ truyền tổ gì trong cái gì đó. Thì đại chúng, các đại chúng ai cũng sao gạo trắng chưa? Gạo trắng
Hoặc miền Nam. Đấy, chưa giờ gạo trắng rồi mà chưa có ai dân sàn. Dân là cái lỗ nhỏ mà sàn cái lỗ lớn, dân sàn. Thì ngài thì lấy cái gầy cái đánh ba cái. Tức là ta dấu hiệu rằng hai người giết nhau mà thôi. Canh ba, nửa đến giờ tỷ canh ba, nửa đến giờ tỷ canh ba. Canh ba thì ngươi vô phòng ta, ta truyền tổ vị. Thì vô, đúng canh ba là vô cộng, là tổ mở ra, tổ đưa bình bác, ca sa, tổ bảo lập tức đi liền, thì mà giết đi. Thật thầy nói mà nói nhiều cũng được, là cái sự hàn là tội về nó trốn tránh là đi với những cái người mà thở xăng rồi đi núp chỗ nọ núp chỗ kia đủ thứ cả, cuối cùng phát nạn là làm tội. Làm tội thì ngài truyền của hai thế thì đầu tiên là Bồ Đề Đạt Ma, thần quang về khả, tăng sáng, đào tín, hoàn nhận, rồi thì lục tổ Huệ Năng. Nhưng mà đến lục tổ Huệ Năng thì Huệ Năng, ngài truyền xuống Nam Nhạc Hoài Nhượng, một đấy là Thân Nguyên Hành Tư, làm hai, kia làm hai, Nam Nhạc Hoài Nhượng. Nam Nhạc Hoài Nhượng thì truyền cho Mạc Bộ Đạo Nhất, cho Bất Tường Hoài Hải. Mà truyền mãi đến đời thứ 21 là Vạn Phong Thời Quỷ. Là Vạn Phong Thời Quỷ lập ra một cái dòng kể là tổ đạo giới đỉnh đông. Mà khi sáng thầy muốn hai tiệc mà khách không kịp là chạy hết giờ. Thành ra bây giờ đấy á, cách đặt thảm dân cho để được quy y, ưa gì đặt đấy, bà đâu đặt đó, hay là theo thứ tự hệ thống truyền thừa. Đó. Thì câu hỏi là theo hệ thống truyền thừa, nếu phải bảo đâu đặt đó, tầm bề tầm bạc. Thì ngài Vạn Phong Thời Quỷ làm tổ đạo giới Định Tông Thương Quảng Kính Viên Tông Hành Sư Minh Thiệp. Đấy, là liệu đặt ngồi chân khóc đó. Thì đến bây giờ thầy là cái đời 40 lâm tế chẳng tâm. Nhưng mà chỉ có cái tâm lâm tế thành hành mãi một, mà nếu mà được hướng dẫn thì sẽ nói rõ hơn là hành hành là được một tấm lâm thế, còn quy ngược vân môn pháp nhạc tào đồng là một đại phong kỳ giang rồi thì là tuyệt diệt, mà chỉ có lâm thế truyền. Lâm thế truyền mãi cho đến mà bây giờ đấy là thầy là lâm thế chẳng tông là thứ 40. Bởi vì đến ngày năm 1665, ngài Nguyên Thiệu mà quý là Siêu Bạch, Hành Siêu Minh, rồi Minh là Minh Hoàng Tử Dung, làm chùa Từ Đàm ở Huế, thì Minh Hải Pháp bảo vào vân vân, đi xuống, Hành Siêu Minh Thiệt Đế, liệu đạt ngồi chân không? Thầy muốn nói cái chuyện đặt áp dẫn không phải bảo đâu đặt đó, truyền thừa rõ ràng. Thành ra Siêu Minh Thiệt thì đến thiệt một cái đó, thì có một vị tổ người sống cầu Phú Yên tên là Thiệt Diệu, mà 6 tuổi thì đã túc ở Bảo Quốc Huế, rồi mẹ chết thì về ở với cha mà nuôi cha, rồi thì cha chết luôn, rồi ra cũng lại mà thành tổ. Thành tổ thì ngày tất ra cái X tân sinh, ngày cái Rens là ngày đặt ra là cái dòng mà chính thống á, tổ đạo giới Định Tông Thương và Kỳ Nguyên Tông mà đi tới, thì Hành Siêu Minh Thiệt thì đến thiệt á, là ngày cho ra một cái dòng kỳ khác, Thiệt Đế Đại Đạo Ánh Hải Thanh Trừng Tâm Nguyên Quảng Nhuận. Cho nên bây giờ ai mà thọ phạm quý với ví dụ như ngài để tam thân thống thiết đó nào là ngài là trừng nguyên, ngài là trừng nguyên Thiệt Đế Đại Đạo Ánh Hải Thanh Trừng. Từ mà ai học đạo trừng thì tâm
ai học đầu của tâm thì nguyên, ai học đầu thì nguyên thì quả, ai học đầu của thì nhuần tâm nguyên quả nhuần đức bộ từ pháp giới định thuộc về như vậy. Đó là bà con nói một chút cho bà con biết ở trong Phật giáo là cái gì nó rõ rõ ràng ra. Đi khổ nội là người ta không học không biết, tại vô ngu luyện tối thiên thắng là nói đầy nói bà cho rồi việc kiểm tra thôi. Thực ra đó là cái gì là có đầu có đuôi rõ ràng lắm. Đó. Thật đó, năm 1665 là đi thiền lớp tế do ngài Nguyên Thiều Hủy là siêu bạch, ngài là thứ 33 siêu minh thiền tế liệu đạt ngộ chớp thấp thì 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 nó rõ ràng lắm. Tôi thì nói giải quyết được một cái chuyện mà không phải là bà đâu đặt đó. Thì câu hỏi tiếp theo là ưu bà tắc là sao? Có một đạo hữu nào biết ưu bà tắc là gì? Là cần sự nam, ưu bà di là cần sự nữ, ưu bà tắc là phía năm tiếng phạm. Mà cái miếng của hai cái nghĩa của nó, ưu bà tắc là cần sự nam. Mà cần sự nam là người nam giới, gần gũi, cần là gần gũi, phùng sự tam bạc, thì gọi là cần sự nam. Mà người nữ mà họ quý rồi, thì gọi là ưu bà di, dịch là cần sự nữ, nghĩa là người nữ giới, gần gũi, phùng sự tam bạc, thì gọi là ưu bà tắc, ưu bà di, hay là cần sự nam, hay là cần sự nữ, thiền nam, tín nữ, vân vân. Mà bây giờ ví dụ như thầy mà dạy đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà thì đệ tử có bao nhiêu loại đệ tử, hoặc là Điếp Liên bao nhiêu loại, một loại xuất gia, một loại tài gia, và tài gia có bao nhiêu loại, xuất gia có bao nhiêu loại, khi nào mà gọi là Phật giáo đồ thì như thế nào, hay là khi nào mà gọi tăng tín đồ Phật giáo xuống đường phạm tội tầm thành thì như thế nào, phải rõ rõ ràng ràng. Muốn nói thì nói đâu. Bây giờ ưu bà tắc như vậy thì thầy nói ưu bà tắc là người nam giới quy y tam bảo. Ưu bà tắc là người nữ giới quy y tam bảo, nghĩa là khi kia anh dù giỏi anh mang trên vai 100 cái bằng tiến sĩ nhưng mà anh chưa quy y tam bảo thì anh vẫn đứng ở ngoài đường dòm vào cái đại gia đình Phật giáo, anh cũng biết gì hết đó. Anh không có quyền bước vào con này, anh dòm dòm, anh khen, anh chê, mặt kề, anh quạ. Đó, nhưng mà anh chưa phải một thành viên của đại gia đình Phật giáo. Khi nào quy y tam bảo rồi, ưu bà tắc ưu bà di rồi thì tức là anh đã bước vào trong đại gia đình Phật giáo, quyền lợi và nhiệm vụ ngang nhau, bình đẳng, bình đẳng. Đó, chứ phải là muốn làm gì thì làm, làm bày. Đó, hoàn toàn là phải quy tam bảo, mà quy thì thầy nói rồi, bây giờ thầy không nói được, nhưng mà phải quy tam bảo thì mới bước vào trong cái đại gia đình Phật giáo. Một thân viên của cái đại gia đình Phật giáo thì quyền lợi là nhiệm vụ bằng nhau, nhiệm vụ bảo tồn đạo pháp, quyền lợi là được học được tu ngang nhau. Một ông tổng thống mà quy Phật Phật rồi thì ông có tới, ông tới để ngồi ngoài, đóng còn nó tổng thống thế là tới thì nhảy lên khóc lên trên số cổ ra liền. Bởi vì Phật tự là bình đẳng, tức là giàu nghèo sang hèn già trẻ trai gái như nhau, không có chuyện mà phân biệt, nghĩa là thấy vơ một chút thì được, thế không cũng được, sao thành ra vua thành ra thầy nói là cái lễ quý là